Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, sản lượng nhãn trên địa bàn thành phố ước đạt trên 13.000 tấn quả, tăng khoảng 3.000 tấn so với năm 2021. Ngay từ lúc này, các địa phương đã và đang sẵn sàng các giải pháp xúc tiến tiêu thụ nhãn. Từ thành công cho việc xuất khẩu tiêu thụ gần 30 tấn nhãn sang thị trường các nước Singapore, Hà Lan và trên các sàn thương mại điện tử, các siêu thị tại Hà Nội, Quảng Ninh ở năm 2021, vụ nhãn năm nay, Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng xã Tân Hưng tiếp tục kết nối với các đơn vị doanh nghiệp thu mua từ các năm trước, đồng thời tiếp tục chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu nhãn để tiêu thụ trên 100 tấn nhãn quả tươi. Hợp tác xã đã đàm phán 2 lần với các đối tác bên thương mại Bắc Âu và để xuất sang Bắc Âu được, chúng tôi đã chỉ đạo bà con xã viên làm đúng quy trình. Để phấn đấu thu được trên 500 tấn nhãn quả tươi, ngay sau khi kết thúc vụ nhãn năm 2021, Hợp tác xã Nhãn Lồng Quảng Châu định hướng cho các thành viên sản xuất nhãn làm 3 trà, nhãn sớm, nhãn chính vụ và trà nhãn muộn. Hiện tại, trong khi phần lớn các diện tích đang trong giai đoạn phát triển quả, thì gần 10% trà nhãn sớm đã bắt đầu cho thu hoạch với mức giá cao hơn nhãn chính vụ từ 10 đến 15.000 đồng một kg. Gần 2 tháng nữa, nhãn sẽ cho thu hoạch rộ. Hội đồng quản trị chúng tôi đã đi xúc tiến thương mại trên các sàn thương mại điện tử, ví dụ Sen Đỏ, Sò, Việt Pháp hoặc là những các siêu thị, những cái cửa hàng bán lẻ trong nước thì tới nay đã ký kết được một số. Thành phố Hưng Yên có trên 1.000 hectare nhãn tập trung tại các xã Hồng Nam, Quảng Châu, Tân Hưng, Phương Triều. Dự kiến năm 2022 này toàn thành phố ước thu 13.000 tấn quả. Để được tiêu thụ thuận lợi, một mặt phòng chuyên môn thành phố đẩy mạnh hướng dẫn bà con tăng diện tích nhãn Việt Gáp, hỗ trợ các nhà vườn, hợp tác xã bao bì nhãn mác tiếp tục quảng bá, giới thiệu nhãn quả tươi tới các doanh nghiệp, đơn vị thu mua. Đặc biệt là vào vụ thu hoạch sẽ phối hợp với Sở Công Thương tổ chức kết nối xúc tiến tiêu thụ nhãn trên các sàn thương mại điện tử.